tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Không biết bao nhiêu lần tôi nghe những người trẻ quanh mình than buồn, chán bảo không biết gì để làm. Và rồi không biết làm gì nên ta giết thời giờ với những thú vui nhỏ nhặt, đang chơi cho cả ngày đoạn tháng, ngủ vui lười biếng hoặc chìm đắm vào yêu đương. Nhưng khi đã đi qua gần hết thời đôi mươi, ngấp nghé ở ngưỡng 30, nhìn lại tôi mới thấy tiếc nuối. Thế bây giờ cuộc sống có quá nhiều những cơ hội, nhiều điều phải làm, nhiều thứ để học mà mình lại không có đủ thời gian cho ngần ấy thứ. Nghĩ nếu mà mình biết những điều này khi còn đi học, khi mình còn trẻ tuổi, chắc hẳn cuộc sống của mình sẽ khác, chắc mình sẽ bớt đi nhiều những vật vã và gian nan. Ai có trải qua rồi thì mới hiểu, tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu. Thời gian một đi là không trở lại, điều đáng quý nhất mà tuổi trẻ có được là thời gian. Nhưng rất nhiều người trẻ không biết làm gì có ích với thời gian của họ. Công ạ, câu chuyện của đời mình như thế nào là do mình quyết định. Nếu như cuộc sống là một bộ phim có 100 tập, thì tại sao chúng ta không nỗ lực để 2/3 trong đó là những tập tươi vui? Nhưng các ông cũng đừng cầu nguyện để đời mình không phải trải qua những nghịch cảnh khó khăn, mà cầu nguyện mình đủ sức để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Các ông hãy là chính mình, không cần phải là một người tốt theo tiêu chuẩn của ai cả. Các ông có thể đi bụi vòng quanh cả thế giới cơ mà, nếu trái tim ông thôi thúc phải làm như thế. Các ông có thể ngủ với bất kỳ ai ông thích, nếu đó thực sự là điều ông muốn làm. Các ông có thể bỏ học và theo đuổi con đường học tập tự thân nếu ông muốn. Các ông có thể sống độc thân cả đời, mặc kệ xã hội này kêu gào lấy vợ sinh con, nếu ông cảm thấy thoải mái. Các ông không có trách nhiệm phải là người tốt với ai cả. Các ông chỉ phải tốt với chính mình, lắng nghe tiếng nói bên trong, theo đuổi những lý do, mục đích ông cho rằng mình được sinh ra trên đời để làm và sống trọn vẹn cuộc sống mà mình muốn. Nhưng có một sự thật tồn tại và vô cùng đáng tiếc. Thay vì theo đuổi và nỗ lực với những gì mình đang muốn, mình làm đạo diễn để điều khiển cuộc đời mình, dường như chúng ta lại thích thú hơn với việc làm khán giả cho bộ phim của người khác. Mỗi sáng thức dậy, thay vì nhìn vào gương, tự cổ vũ, khích lệ bản thân mình cho một ngày mới, thì ta lại mở những trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, cập nhật tin tức về những con người cách xa cả vạn dặm. Từ cô nàng minh tinh màn ảnh bạc Hollywood lộ hàng khi đi dạo phố, cho đến anh chàng nhà quê tung clip âm nhạc mới, từ cô hot girl bán hàng online cho đến một chàng trai bỗng trở thành hiện tượng của giới trẻ. Thừa nhận đi, một ngày các ông đã bỏ bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thời gian để đọc những tin tức kiểu như thế này? Nếu sự mến mộ đó trong một idol khiến ông nhìn ra được hướng đi sáng tạo mới trong công việc, một nhân vật truyền cảm hứng giúp ông thay đổi theo hướng tích cực, ý nghĩa hơn, thì không hề đáng trách. Nhưng tình nguyện làm khán giả cho những thứ vô bổ, những người chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của ông ư, có đáng không? Không, các ông đang làm lãng phí thời gian của bản thân và tự đẩy mình vào những thói quen nguy hiểm. Vậy tại sao tôi và các ông không lựa chọn đi, bắt tay vào hành động ngay bây giờ? Hãy mang những mảng màu sắc ghép lại cho câu chuyện đầy cảm hứng không tiếc nuối, để khi nhìn lại, chúng ta có thể thưởng thức bộ phim của cuộc đời mình với tất cả tấm lòng, với 100% nhiệt huyết và cố gắng.